Hello, hello các bạn nha. Thì hôm nay thì cũng gần cuối tháng Tết rồi, hết tháng xuân rồi. Nhưng mà giờ mình với anh Quốc với anh Mẫn, là sẽ ghé nhà Trung Trẻ Trâu tham xuân. Đó, chứ giờ ai cũng tham hết rồi. Với lại nhà mình cũng biết khi nào luôn. Bây giờ là mình với anh Quốc với anh Mẫn sẽ vô nhà thành Trung Bia ra. Đây là nhà Trung Trẻ Trâu nha mấy bạn. Đó, anh Quốc đường em Quốc. Đó. Hello. Dạ. Ngửi gì vậy? Anh em tới thêm xuân mà ông làm gì vậy? Kim gì vô anh? Đương nhiên. Ông nhậu đâu sẵn sàng vô đây vậy? Đồ mày kinh thường nó không giữ mày. Kinh thường thôi thủ. Nhưng mà nhậu thì nhậu đâu vậy? À nhậu đâu anh em tỉnh queo hết à. Anh Quốc lấy xe đạp gì anh Quốc? Xe đạp em nó Quốc đi đẹp nè. Anh em đeo quán nhậu nha. Cảm ơn anh em. Anh Quốc vô ăn bánh kẹo rồi chứ ai đâu mà anh bánh kẹo coi nghiên cứu rồi coi ai rồi cho mày em vô bánh kẹo đây đâu đồ hết rồi chứ chứ tóc năm sau quen thăm thế nào sao nhé đó mày ơi bắt đầu em lại không vô nhà không được không vô nhà tôi đi ra giờ tôi gây rồi gì mà chơi độ mất nét chưa mày sao mày sao biết cái gì muốn được em không mày không anh quát giờ anh quát trên mạng này giờ nghe em biết nhà nó đồ ở đâu á bữa được rất được tết ra em cho đây cho là đi theo em nếu như trung tiếp họ đưa em đại diện nhà Trung Trẻ Trâu. Tao nhà tâm trung mà nó quỷ nó lẻ tao mỏ với em mới cưới đây cả. Tao gì mẹ nó ơi, anh em cho cái gì đâu mà đội mẹ chiếu chẳng các bạn chẳng kia nhậu, chẳng kia nhậu. Nhậu gì anh em với tâm sưng anh em đâu có cần nhậu đâu ông làm vậy. Các anh nhà mở cửa nè. Đúng rồi. Tao nói đại diện ơi, anh nói đại diện ơi. Tao mời rồi vô ăn miếng coi. À. Tôi sợ quét dọn vô nhà tôi sợ quét. Đây là đi cửa chính này đúng không? Tiền đâu. Tao vô là tao đem trung tuyệt tình mà nó tao với Quốc với mày vô mé xong tiếp rồi. Đủ cái giấy đó anh Long nha. Tao vô ơi, nó mà. Đợi. Đồ dây. Mày vô mà mày vô. Vô. Đỡ thôi anh em ngầu đàng hoàng đi rồi đỡ cho thằng Bưởi xuống lấy màu thì mà biết đầu mày đi xuống mà lấy nước đi tao dạo không đi ăn được quay nhẹ quá chủ nhẹ đẹp quá một cái đây phèo quán vườn đẹp này à không đẹp anh em ngầu đàng hoàng ấy thì ngầu đàng hoàng yên tâm ấy mày lấy nước đi đâu ok chứ dù nhậu quá không có cho đẹp không đó làm sao nó mày đi lên nhà chơi xuống này tao nhà tụi tao chút chung lắm giờ tôi nói ông Quốc vô mặn ngầu đàng hoàng ơi thêm chung nhà nó mà nó chi quê đây đứt chân ông nội tôi ai á
Im im im. Đồ đồ dài đứng chỗ làm sao nhiều đồ. Bên đây. Tụi của mày về hết tụi lại không. Ồ mày chào Phương lấy luôn. Kìa lên lên lên. Thấy thấy con hộp bánh nữa kìa. Thấy con hộp bánh nữa kìa. Đụng nó nhẹ quá nhai mà. Đồ mà nó chắc dưới em. Em chẳng có ai. Em không. Đẹp 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 đẹp. Em chẳng có mấy cái lúc. Em không. Đẹp 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 đẹp. Mấy hèn gì nó không dám cho mình vô nhà đúng không? Đồ đâu mà nhìn nhiều. Thấy không? Đồ thứ con người chắc này đồ anh em có giả đem chuối với anh, tôi cũng thua luôn á. Chuối thì mấy tạc ghim nó hay anh mà nó biếu tao mình lên nó thêm xương mà nó biếu mình ăn chuối. Hộp bánh chưa khui luôn mày. Ông gỡ kêu này chứ ông càng 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 càng. Biếu hộp bánh này mày gỡ. Đồ bánh là cái gì mà lên. Gỡ keo. Quần đây là được quần đâu. Đâu vậy đâu mà. Chúc gì chúc ơi. À thớ. Em nói nhiều cho nha. Được gì mà bảo uống nước em. Để tao quần một bánh này như bánh gì vậy chứ. Mấy ra cả. Mấy ra cả. Trời ơi chú mày. Quần thầy. Quần trời ơi mày cam nào không biết nhiều tới không. Ông biết cam đỏ này nhiều tới không. Đồ con quốc anh đàng hoàng cho anh cam với mắc tiền lắm anh. Mẹ mày đi đâu anh ơi. Quốc trời giải bay. Mày mày cầu gì? Vô nhà nó nhìn cái của mày. Tao lại cùi bánh đây lịch từ lâu. Mày ăn cùi hơn lâu hả? Mày ca tao ăn miếng bánh nha. Chứ gì mà mày cứ cái. Bên đây có con em gái em. Cái gì tao ăn miếng tao cho gì vậy? Tao chấp tao thêm sung mà tao chút mà cho mày ăn đồ. Tao có lại ăn con gì đây thì ngon lắm mày. Ngon lắm mẹ mẹ ông đi biết mơ xe xe cô chi đếc xe cô chi đây này ông mơ chỗ này này ông ngu quá rồi đồ ông cử lên cho anh em đổ vô xem sưng mà ông làm vậy mấy bạn mấy fan trên mạng đụng lên trường chết đó giờ cười cái coi cười mình mày cười lẹ với mày mình rất vui khi các bạn tới nha các bạn. Vậy chứ nào mà nó cử vậy nên không sẵn đâu điều dữ vậy cho em biết này cái đây là tôi bên cái chuyện này là tôi bên không đồ ai mà cho coi đồ nè mấy bạn thấy anh quốc không các bạn cứ chữ anh quốc vô cho mình ui chỗ đó tụi nó tiếp nữa cho nó tiếp nó cũng nữa cho mày trời ơi đồ trời trời ác dữ luôn. Dạ dữ lên nhà tôi nó bé đi. Trời ác dữ không? Thằng quốc anh uống lịch sự ở đây. Cô mày chồng à? Giờ dài. Mày phải cường lên với nhau rồi. Okay. Không, cái đây là tôi nghĩ ông nên buồn. Giờ cho giấy mà anh em cho lẹ vậy. Ai của mày dẫn ra giấy? Thì giờ. Mày đây là cái nghề khai trương của tao nữa. Đồ mẹ trời. Anh nguyên bánh lẹ. Trời anh nguyên bánh. Uống lịch. Không, là không, không nhưng mà anh quốc ơi, anh làm vậy em thích á. Uống ly. Sao ông lên nhà tôi mà ông vui với anh quốc cười coi. Cười cho ông cười. Vô, hai đi vô. Tù. Để mày đừng ăn bánh nhỏ, bánh này không ăn anh chung. Để em biết rồi. Sợ biết rồi. Nên là tiền dữ vậy. Của tao mà. Của tao mà. Tù. Tao mà thôi. Xong chưa? Thêm xong chưa? Chia à? Chia là mày. Nói anh quốc chú ơi, anh quốc chú ơi. Tao đem mới tới nhà chúc khí gia đình. Nói giờ ông làm vậy cũng được. Anh em đi thăm sân đâu phải ăn uống gì đâu mà ông đuổi gì vậy không? Ông làm vậy cũng được. Mấy cái đèn nó dị quá. Dị quá. Bây giờ tao muốn khóc mà cười cũng đâu rồi. Cứ vậy? Bây giờ ông lên nhà tôi vậy? Ờ thì nói gì đâu. Đúng. Nên làm vậy tao nghe vậy thấy một mẹ cũng đó. Đúng rồi. Nhưng mà đợi em gái em gì để ăn nữa. Không ngờ quá vui mặn mé vậy luôn. Đi mà. Cảm ơn anh em đã ghé thăm mình. Bữa giờ nãy giờ chưa uống rượu sân nào hết tự nhiên. Đúng á, phải uống. Đây là gì mà? Đây rượu đây nè. Tắc cái rồi anh em mình nói. Tắc cái gì? Không uống này thôi chào. Đồ mày đó, trời phạt.
sao rồi phạt cho ông biết. Mày chơi vô quá đó vậy gì đâu. Em vô nhà em anh chết chết đêm luôn anh đó. Đồ ham anh hút uống là vậy hết trơn gì đâu mà. Tao lấy áo ông leo lùi, lấy cái áo ông leo lùi. Chạy đi. Mẹ nhà nữa máu leo giờ dài vậy. Nói chuyện cho nó rõ ràng. À. Cho vô thấy rượu thấy đồ. Đâu giờ chờ xem sao. Chút các đỡ uống lời nha. Mình uống chút. Bán cũng ăn rầu. Trên nước cũng uống rầu. Bia cũng quả rượu cũng uống rầu. Âu ơi giờ mấy anh em xin phép gì à? Em cảm ơn. Khỏe nha. Rồi thôi gì vậy? Mình mãi là anh em nha. Đủ rồi. Gì ơi? Thôi gì nói giờ giải được rồi. Rồi cảm ơn Trung để trâu nha. Thôi gì à? Sắp bỏ luôn rồi. Để giấy tờ quản nó lên. Trời. Anh em gì vậy nha? Tùa vậy mày. Trung ơi. Không không bình vào đây mời cưng vào đây mời cưng. Bây giờ mình quẩy nó đầu mà quẩy cho tới luôn. Không nữa cho nó sót một cái chương trình nào hết đó. Rồi ok ok, được vô. Im đâu, đủ mà trời luôn trời, ác dứa quá. Hư là ông hai ông chịu nha, tôi không biết đó nha. Tôi quay ra ngoài nha. Đụng mẹ anh quắc dân mặn đến ra dọn với mày. Đụng mẹ đây là một bàn hoa. Một bàn hoa đó mày coi đi cái bàn không kịp không. Mà đây đó là bàn hoa nó phải kịp cô. Đúng không? Tôi đi dòng. Nhưng mà chút nữa có khi nào ra tức đúng rồi mấy anh em mà nào thầy nó muốn này chạy nha khó chạy lắm nha à. Cấm chỉ thầy nào cho cậu ba thầy mấy anh trời vậy mày chưa không quần này bây giờ này muốn này kêu đây là cái kêu một thử nhậu nè rồi ok này, đúng không rồi. Bây giờ á mà thống quen ra nói cho quen quen là quân dài được rồi đừng phép bỏ chậu anh dùng hư bì nó anh ngu quá. Lấy cái gì đi quá. Đâu ok ok. Trên là vô cái bàn, vô bàn. Đúng phê dưa. Đồ quá trời phép quá quá. Trời mấy cái đầu mình ra mình tròn luôn nha mấy bạn. Vô. Dẫu những nỗi buồn không hiểu vì sao buồn lắm em ơi, anh trách ta mai bây giờ. Anh chưa? Thì không? Không có vườn vườn mà. Mấy đồng. 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 Mấ
Ôi trời ơi, có vậy. NANI?! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.